Với những game thủ thuộc thế hệ cuối 8X và 9X, những ngày tháng lê la hàng nét sẽ không thể thiếu những trò chơi quen thuộc, đặc biệt là các game online như MU Online, Võ Lâm Truyền Kỳ và tất nhiên là cả Gunbound. Sở hữu lối chơi thú vị, nền đồ họa dễ thương và cực kỳ dễ tiếp cận, Gunbound không những đã trở thành một phần ký ức quý giá và không thể thay đổi với những ai đã từng chơi qua tựa game này, mà còn đồng thời trở thành một trong những viên gạch vững chắc đầu tiên giúp xây dựng nên một nền game online như hiện nay ở nước ta. Và ở video này, hãy cùng chúng mình lật lại những trang sử đã qua của một thời hoàng kim nhé! Gunbound là trò chơi bắn súng tọa độ theo lượt bằng phong cách đồ họa 2D, được tạo ra bởi nhà phát triển Softnix từ Hàn Quốc. Nhà phát triển này ngoài ra còn là cha đẻ của một tựa game nổi tiếng khác là Raikion, bởi lối chơi chiến đấu góc nhìn thứ ba, nhưng đây sẽ là câu chuyện của một ngày khác. Quay trở lại với chủ đề chính. Trò chơi chính thức được phát hành tại thị trường quê nhà vào năm 2002, trước khi có cho mình các server quốc tế vào một năm sau đó và nhanh chóng đạt được lượng người chơi khủng. Sở hữu lối chơi dễ làm quen nhưng không hề dễ để thuần phục. Gunbound có nhiều nét tương đồng với series Worms từ những năm 90 của thế kỷ trước về mặt lối chơi, khi người chơi sẽ được chia thành hai phe đối đầu nhau với mục tiêu là tháo sạch thanh HP của đối thủ hoặc tấn công vào địa hình để làm phe còn lại rơi xuống và thua cuộc. Xong, trò chơi vẫn có cho mình những nét riêng giúp tách biệt bản thân với những sản phẩm đi trước. Đầu tiên, ta phải bàn đến phần vũ khí. Vũ khí của người chơi trong Gunbound được gọi là mobile hay xe và có thể được chọn trước khi bắt đầu ván đấu. Mỗi loại mobile sẽ có 3 kiểu gây sát thương khác nhau là Shot 1, Shot 2 và SS hay Special Shot, thể hiện ở góc trái dưới trong giao diện màn chơi. Với SS là phát bắn đặc biệt có sát thương cao nhất, chỉ có thể dùng một lần một trận. Mỗi mobile ngoài ra còn sở hữu một bộ các chỉ số gồm máu, phòng thủ, lượng sát thương gây ra, cơ chế gây sát thương và góc bắn hoàn toàn riêng biệt. Từ đó yêu cầu người chơi phải luyện tập thật nhiều và có khả năng tính toán chính xác trước mỗi lần nhả đạn để có thể tối ưu hóa lượng sát thương gây ra tùy vào loại mobile đang chọn. Ví dụ điển hình nhất cho điều này là cách bắn thương hiệu của Turtle hay còn có cái tên thân quen khác với game thủ Việt là xe rùa. Khi dùng Shot 2, mobile này sẽ bắn ra hai tia nước vặn xoắn vào nhau, mà nếu bắn thẳng theo cách bình thường sẽ không bao giờ hoặc rất khó để cả hai tia đều trúng đích. Từ đó làm giảm rõ rệt lượng sát thương có thể gây ra. Để có thể sử dụng mobile này một cách hiệu quả nhất, người chơi sẽ cần phải hướng góc bắn của mình lên cao. Sau khi đạn bắt đầu vào quỹ đạo rơi thì hai tia nước sẽ tụ lại thành một, có thể gây ra hàng tấn sát thương. Không chỉ có Turtle, các mobile khác cũng sở hữu cho mình các cơ chế bắn độc lạ không kém, như Chalcedon sẽ bắn ra 4 tên lửa đi cùng với một quả cầu nhỏ có vai trò dẫn đường, hay Boomer sẽ phóng ra các boomerang và nếu người chơi không tính toán kỹ góc bắn, chúng hoàn toàn có thể bay ngược lại và tấn công chính người đó. Phiên bản quen thuộc nhất của Gunbound có tổng cộng 18 loại mobile, được chia thành 3 phân loại là Mechanical, Suited và Bionic. Trong khi các kiểu gây sát thương của mobile lại được chia thành 4 nhóm nhỏ là Laser, Physical, Electrical và Explosion, với tương tác theo công thức kéo búa bao với 3 phân loại xe. Người chơi sẽ có thể lựa chọn tùy ý 16 trên 18 mobile, ngoại trừ hai chiếc Dragon và Knight. Đây là hai mobile đặc biệt, chỉ có thể được chọn nếu người chơi dùng tính năng random xe do chúng có các chỉ số cao và sở hữu sức mạnh được xem là vượt trội so với phần còn lại. Xong, mặc cho bạn có lợi thế về mobile đến đâu hay nắm rõ quỹ đạo bay cũng như cơ chế gây sát thương đến thế nào, tất cả là chưa đủ để đảm bảo khả năng thắng trận, bởi ta còn có các yếu tố liên quan đến map thi đấu. Trước hết, không phải bản đồ chơi nào cũng là đất liền bằng phẳng với góc bắn dễ dàng. Khi tại vài màn chơi, hai đối thủ sẽ được bố trí ở hai đầu cách xa nhau, đòi hỏi nhiều sự tính toán hơn. Một số bản đồ còn là các mô đất chơi vơi giữa trời với phần đất mỏng tang, mà nếu không chú ý trong lúc ngắm bắn, người chơi hoàn toàn có thể tự bắn vào chân. Không những tự gây sát thương lên bản thân, mà còn đào đi phần đất ngay bên dưới và gián tiếp đưa mình gần hơn đến kết quả thua cuộc. Bên cạnh đó, những hiệu ứng bất ngờ từ môi trường trong quá trình chơi cũng đóng góp một phần không nhỏ ảnh hưởng đến cục diện ván đấu, như việc một cột lốc xoáy dựng lên giữa bản đồ, khả năng cao sẽ làm thay đổi quỹ đạo bay của phát bắn. Các cột lửa hoặc sét từ đâu xuất hiện giúp gia tăng đáng kể sát thương của những viên đạn bay qua nó, và cả một chiếc vệ tinh sẽ dội tia laser theo mỗi phát bắn trúng mục tiêu, làm gia tăng lượng máu mất đi sau khi trúng đạn. Và đừng quên, người chơi còn được cung cấp thêm những item hỗ trợ để dùng trong lượt nhằm tăng lượng damage có thể gây ra, tăng số lần bắn, hồi máu hoặc đơn giản hơn là di chuyển đến một địa điểm thuận lợi hơn trong màn chơi.
ta còn có thêm cả những thay đổi nho nhỏ về chỉ số thông qua phần ngoại trang dành cho người chơi hệ nạp. Và khi kết hợp những thứ đó, Gunbound mang lại cho người chơi một gameplay với chiều sâu trong chiến đấu, cùng một sự khó nhằn nhất định nhưng lại vô cùng lôi cuốn. Về phần chế độ chơi, Gunbound mang đến khá nhiều mode để ta có thể tranh tài. Từ thể thức solo, nơi mỗi người sẽ tự lao cho mình, với hai biến thể là chỉ dùng một mobile và được xoay giữa hai mobile chọn trước. Score, nơi người chơi sẽ chiến đấu theo đội với mục tiêu là tiêu diệt hoàn toàn đội đối phương. Duel, với cách chơi tính điểm khi bắn vào mục tiêu. Và Powerball, với cách chơi tương tự Score, nhưng người chơi chỉ có thể trang bị item teleport để di chuyển trong màn, trong khi các item còn lại sẽ được thể hiện dưới dạng các quả bóng và rơi rải rác trong quá trình trận đấu diễn ra. Ngoài ra, giữa những người chơi hoàn toàn có thể tự đặt ra luật chơi với nhau trong một map nhất định nào đó. Mà nổi tiếng nhất ở Việt Nam phải kể đến thể thức Aduka trong bản đồ Metamine, khi người chơi chỉ có thể dùng mobile Aduka trong map này nếu không muốn bị chủ phòng kích ra ngoài. Gunbound chính thức đến với thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2005 dưới sự phát hành của Asiansoft. Tất nhiên, đây không phải là game online đầu tiên được biết đến tại mảnh đất hình chữ S, bởi trước đó, chúng ta đã có MU Online, trò chơi được xem là viên gạch đầu tiên của game online tại Việt Nam, được mang đến người chơi theo hình thức không chính thống. Song, Gunbound là trò chơi online miễn phí đầu tiên có đầy đủ bản quyền cập bến thị trường nước ta, thậm chí là trước cả huyền thoại MMORPG Võ Lâm Truyền Kỳ. Bước vào những quán nét cỏ 5.000 một tiếng vào thời gian này, phần lớn chúng ta sẽ bắt gặp những người anh em đang miệt mài ngồi canh góc và tính gió để bắn cho chính xác. Thậm chí tại các diễn đàn ngày xưa, còn có cả các topic bàn luận chuyên sâu về cách tối ưu cho từng loại xe thông qua góc bắn chính xác tại từng tình huống cụ thể, cũng như hướng dẫn những combo trang phục và xe nào có thể đẩy độ hiệu quả khi tham chiến lên cao nhất, thứ mà những tay to chắc chắn đều đã thuộc nằm lòng. Chưa dừng lại ở đó, bởi tầm ảnh hưởng của Gunbound còn lan xa hơn khi trở thành một phần của văn hóa gamer Việt bằng hai thuật ngữ gà và rùa. Với gà, hay đầy đủ là gà con, từ này thường được dùng để chỉ những game thủ có trình độ không quá cao hoặc đơn giản là người mới. Và nguồn gốc của nó bắt nguồn từ chính Gunbound, bởi hình đại diện cho mức rank thấp nhất trong chế độ đấu xếp hạng của trò chơi là một chú gà con lông vàng. Về phần rùa, thuật ngữ này xuất phát từ chính Mobile Turtle mà mình có nói đến bên trên. Bởi ngoài phần ngoại hình chính xác là một con rùa, phát bắn đặc biệt của xe này sẽ bắn ra một bóng nước to và vỡ thành nhiều bóng nước nhỏ hơn ngay sau đó. Nhưng, thời điểm mà quả bóng to vỡ sẽ rất khó để kiểm soát, bởi thường sẽ là ngay trước khi viên đạn chạm vào kẻ địch. Từ đó dẫn đến những tình huống bắn hụt cực kỳ đáng tiếc và cả những pha bắn trúng cực kỳ ảo ma, hay còn gọi là phát bắn ăn rùa. Ngoài gà và rùa, những khái niệm như bắn siêu cao hay bắn ngược gió dành riêng cho những trò chơi bắn súng tọa độ về sau mà nổi tiếng hơn cả là Gunny cũng xuất phát từ Gunbound. Mà nói đúng hơn thì những trò chơi về sau còn được xây dựng dựa trên niềm cảm hứng từ chính Gunbound. Một cột mốc quan trọng, không những của riêng trò chơi mà còn là với nền esports Việt, là việc đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng tại giải đấu Gunbound World Champion Grand Prix được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2006. Nhưng niềm vui này lại chẳng tồn tại quá lâu khi chỉ một năm sau, tức là năm 2007, nhà phát hành Asiansoft đã chính thức thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ của trò chơi tại Việt Nam. Tất nhiên, màn chia tay đầy đáng tiếc này không thể ngừng được niềm đam mê của những game thủ khi họ đã tìm cách lập những server không chính thức hoặc sang chơi game tại các máy chủ nước ngoài. Và cho đến tận ngày nay, vẫn còn những anh em luôn gắn bó với trò chơi đã có tuổi đời hơn 10 năm này. Ở thời hiện đại, Gunbound đã có những bước chuyển mình nhằm hồi sinh một thời huy hoàng, cũng như cập nhật xu thế game trên di động với sự ra đời của Gunbound M. Sản phẩm này đã được phát triển bởi Dagram Studio, hợp tác cùng chính cha đẻ Softnix và chính thức phát hành vào năm 2017. Vẫn giữ nguyên những gì đã làm nên thương hiệu của mình, đi cùng những nâng cấp về mặt đồ họa và một ít cơ chế chơi giúp những người mới dễ làm quen hơn. Điểm trừ duy nhất của Gunbound M có lẽ là ở hệ thống microtransaction, bởi người chơi sẽ cần phải đầu tư kha khá nếu muốn trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn. Từ đó phần nào làm mất đi tinh thần của Gunbound gốc. Để có thể thu hút thêm nhiều người chơi, Gunbound M còn có cho mình phiên bản trên Steam và chính thức xuất hiện trên nền tảng này vào tháng 12 năm 2021. Ngoài ra, một phiên bản Gunbound khác với tên gọi là New Gunbound đã được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2019. Sản phẩm này là thành quả của quá trình hợp tác với nhà phát hành Electronic Extreme từ Thái Lan và trò chơi được dự định sẽ cập bến ở 10 quốc gia Đông Nam Á.
Các đợt Closed Beta đã diễn ra trong tháng 1 năm 2020. Thậm chí, một phiên bản trên PC của trò chơi đã được phát hành tại thị trường Mỹ Latin, một trong những nơi có cộng đồng người chơi cân bao đông đảo nhất, và tin đồn về việc trò chơi sẽ lên Steam cũng đã được lan rộng vào tháng 7 năm 2020. Song, phiên bản dành cho Steam đã không bao giờ được lên kệ, và trò chơi cũng chính thức rút khỏi nền tảng nhà Valve vào tháng 2 năm 2021. Gunbound đã và sẽ mãi là một phần ký ức tươi đẹp của những game thủ thế hệ trước. Biết bao giờ phút giải trí vui có, buồn có, cùng những tình bạn đẹp đã hình thành từ đây. Mặc dù hiện giờ ta sẽ không thể dễ dàng tiếp cận trò chơi được nữa, song những gì đã qua sẽ luôn là tài sản đáng trân quý nhất dành cho mỗi game thủ chúng ta.